Bữa giờ á là Ly xài cái cao gừng này kết hợp với là uống cà phê xanh, cho nên á là đi qua Mỹ mặc dù là ăn rất rất nhiều nhưng mà bụng vẫn không hề có mỡ nha mọi người. Bụng thẳng thẳng và eo eo rất là nhỏ nè, mọi người thấy không, thấy vòng eo của Ly không đó. Bụng hôm nay rất là thon, rất là nhỏ, rất là nhờ nhờ Ly có nhờ dùng cao cao gừng thoa tan ở bụng đó, với lại nhờ uống cà phê xanh mỗi ngày thì cái bụng hôm nay là nó đã sắc rạc rồi mọi người ơi. Cái này á rất là nhẹ nha mọi người, mọi người uống cà phê xanh mọi người không sợ sẽ bị mất ngủ, rất là nhẹ luôn và uống rất là ngon. Cái cà phê xanh này á uống rất là thơm và rất là dễ uống. Mỗi ngày á, khi mà mình dùng một gói cà phê xanh thì chắc chắn với mọi người là mọi người sẽ không hề bị phát triển mỡ, và chúng ta có thể an tâm về cái vóc dáng của mình, bởi vì á có cái cà phê xanh này vào trong người rồi thì chúng ta sẽ được detox nè. Thứ nhất là cà phê xanh này có thể giúp cho chúng ta detox và giúp cho chúng ta có thể đào thải những cái lượng mà cholesterol trong 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 mỡ, trong cholesterol trong máu. Nói chung là cà phê xanh này rất là tốt cho sức khỏe nữa. Ngoài cái công dụng là kháng mỡ, cà phê xanh này còn giúp cho uống vào giúp cho sức khỏe của mình rất là tốt, vừa chống được tình trạng oxy hóa nè. Cà phê xanh này uống rất là ngon nha mọi người. Kali á là ngày đem đem qua Mỹ để uống luôn, sẵn là cho mấy bà chị của Ly bên Mỹ uống luôn, tại vì á cái cà phê xanh này á là Ly phải dùng hàng ngày để giúp cho Ly có thể chống lại tình trạng là tăng mỡ. Cà phê này uống rất là ngon, mình uống giống như là cà phê hòa tan vậy đó, nhưng mà cái cà phê xanh này thì nó nhẹ hơn. Cái cà phê xanh này uống không bị say nè. Thường á thì là Kali uống cái cà phê mà cà phê đen á thì Ly hay bị say cà phê, nhưng mà với cái cà phê xanh này là không hề bị say nha mọi người, nó nhẹ. Cái cà phê xanh này á là loại cà phê mà người ta đã chất lọc từ những cái hạt cà phê mà nó vừa chín, tức là nó còn non, nó chưa có chín chín mùi như là cái hạt cà phê đen mà mình uống. Cái loại cà phê này thì nó khi nó còn non thì nó có cái chất chống oxy hóa rất là cao, và nó có cái chất của hạt tảo bẹ, thì khi mà uống cà phê này nó sẽ giúp cho mình kháng lại cái tình trạng mà tăng mỡ thừa. Với lại khi mà uống cà phê này á thì cái lượng mà glucose phóng thích từ gan nó sẽ giảm lại, và nó sẽ dùng năng lượng từ những cái mỡ trong cơ thể mình á làm đốt cháy mỡ, và nó làm cơ thể của mình nó kháng lại cái quá trình hình thành mỡ. Cho nên là Ly đã sử dụng cái cà phê xanh này hàng ngày. Lý do tại sao mà Kali có thể không có ăn uống rất là thoải mái và không hề kiêng cữ bất cứ một cái gì hết là nhờ mỗi ngày Kali uống cà phê xanh này. Thường á là Kali sẽ uống nó vào buổi sáng, sáng trước khi mà ăn sáng là Kali sẽ uống một gói. Cái loại cà phê xanh này á khi mà chúng ta uống á thì mọi người nếu như mà mọi người muốn giảm cân thì mọi người có thể uống 2 gói một ngày thì nó sẽ có thể hỗ trợ giúp cho mình giảm cân, nhưng mà phải uống 2 gói một ngày. Còn nếu mà chúng ta uống để duy trì cái vóc dáng mà giúp cho cái vóc dáng của mình giữ được cái vóc dáng mà không có sợ bị tăng mỡ, bị có cái lượng mỡ thừa, thì mỗi một ngày chúng ta uống 1 gói trước khi ăn buổi sáng. Khi mà mình thức dậy thì trước khi ăn sáng thì mình sẽ dùng cái gói cà phê xanh này. Đây là hộp nhỏ. Hộp nhỏ thì nó gồm có 10 gói. Cái hộp nhỏ thì nó có 10 gói và giá hộp nhỏ Ly mua là 115 ngàn. Nè thấy không? Cao gừng tan mỡ bụng. Bữa giờ nhờ xài cao gừng mà hôm nay bụng của Ly là phẳng lì luôn nha. Mặc dù là lúc nãy ăn buffet rất là no và rất là căng bụng, nhưng mà Nhưng mà cái nó tiêu xuống rồi. bụng hôm nay là rất là very good, thấy chưa? Từ bữa Ly đi qua Mỹ tới giờ á là Ly không sợ bị tăng cân, không sợ bị bụng bự.
Mỗi lần đi qua Mỹ là ăn rất là nhiều cho nên lần nào cũng sợ hết trơn á, nhưng mà lần này là đặc biệt là lần này không có sợ, tại vì là nhờ cái cao gừng, mọi người thấy không, bụng Ly là bây giờ là không có mỡ luôn đó, eo rất là thon và rất là nhỏ, khoe với mọi người cái vòng eo của Ly luôn nè. Tất cả là nhờ mỗi ngày Ly đều thoa cái cao gừng. Cao gừng này á, đặc tính của cao gừng là giúp cho chúng ta có thể tan mỡ bụng, hoặc là tan mỡ đùi, tan mỡ bắp tay. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng cao gừng á, thì cái tính nóng ấm của gừng và tinh ngày đỏ nó sẽ giúp cho cái gel này nó sẽ thẩm thấu vào trong mỡ, trong những cái lớp mô mỡ, nó sẽ làm dần dần nó sẽ làm tan cái lượng mỡ thừa trong trong cơ thể của chúng ta. Cho nên là mỗi ngày á, mọi người hãy nên sử dụng cái cao gừng này để chúng ta thoa vào bụng của chúng ta khoảng 2 đến 3 lần thì nó sẽ giúp tan mỡ. Cái cao gừng này á, thì Ly mua chỉ có 380 ngàn một hộp thôi. Với đặc tính là đặc tính của gừng á, nó là cũng là có chất chống oxy hóa cao, cho nên khi mà chúng ta sử dụng cao gừng thì cái cao gừng này á thẩm thấu vào trong da của chúng ta, giúp cho da của chúng ta những cái lớp mỡ ở trong những cái lớp mỡ thừa ở trên bắp tay nè, trên bắp đùi nè, mình có thể sử dụng thoa ở những cái vùng da như là bụng, tay, đùi, những cái nơi nào mà có mỡ thừa thì mình thoa ở vùng đó. Đây, mọi người ơi, cái cao gừng á, cao gừng thiên nhiên, cao gừng thiệt thì nó sẽ có một cái, nó sẽ là một cái lớp gel màu vàng nhạt, và bên trong của nó, tất cả thành phần của nó là từ gừng, gừng tươi thiên nhiên và tinh nghệ đỏ, tiêu hồng pháp. Nói chung cái này là hoàn toàn là từ thiên nhiên, cho nên khi chúng ta xài á thì chúng ta không sợ làm hại da hay gì cả. Bởi vì với cái tính chất 100% từ thiên nhiên như thế này á thì nó rất là lành tính, cho nên những mẹ bỉm sữa, những người mà mới vừa sanh em bé được khoảng 1-2 tuần là đã có thể sử dụng cao gừng để thoa tan mỡ bụng rồi, giúp cho chúng ta lấy lại được vòng eo thon và vóc dáng thon gọn như là trước khi sinh. Thực ra thì cái cao gừng này á, nó rất là lành tính, cho nên nó làm không hề gây hại gì cho mẹ bầu hoặc là mẹ bỉm sau khi sinh em bé. Riêng đối với lại những ai mà sinh em bé mà bằng sinh mổ á, thì không được thoa, bởi vì sinh mổ phải đợi cho vết thương nó lành thì mới thoa được nha. Đăng Khoa, anh Duy ăn xong chưa chị? Anh Duy ảnh ăn xong mà ảnh còn 8 nữa em mà. Bây giờ thì Ly sẽ thoa mà cao gừng cho mọi người xem. Mỗi ngày Ly đều phải thoa như thế này 2-3 lần đó mọi người. Phải thoa như vậy thì mình mới có thể giữ được cái vòng eo của mình, vòng eo lý tưởng của mình được. Mọi người thấy hôm trước á, là khi mà Ly Ly thoa, mọi người thấy là lần trước là cái bụng Ly vẫn còn nhiều mỡ, nhưng mà hôm nay thì nó đã giờ cái vòng eo của Ly nó đã giảm nhiều lắm rồi. Mặc dù là ở bên Mỹ Ly ăn khá là nhiều, nhưng mà cái vòng vòng eo của Ly, vòng bụng của Ly nó vẫn không tăng, nó không bị tăng. Đây cho mọi người xem. Nếu mà chúng ta mua 2 hộp cao gừng thì chúng ta sẽ được tặng một cái đai lịch như thế này đó. Mỗi khi mà thoa xong á, là Ly sẽ dùng cái đai này để Ly nịt lại cái vòng eo mình có đẹp và có ấy hay không là nhờ mình dùng cái đai này đó mọi người. Tại vì á, khi mà mình thoa thì cái cao gừng nó thẩm thấu vào trong cái bụng của mình, nó làm tan mỡ bụng, thì với cái đai nịt bụng này nó sẽ định hình vòng eo của mình. Nói chung á, là cái đai này á thì nó sẽ giúp cho cái vòng eo của mình nó định hình, và cái vòng eo của mình khi mà nó tan mỡ thì nó sẽ có được cái độ mà bo tròn của cái eo thì nhờ cái đai này hết. Đây, khi mà mọi người thoa cao gừng á thì mọi người nhớ là chúng ta lấy một lượng vừa phải
và chúng ta thoa massage cái bụng của mình khoảng chừng 5-10 phút gì đó cho cái cao gừng nó thẩm thấu vào trong da bụng của mình. Xong rồi mình sẽ dùng cái đai nịt bụng để mình đai lại. Cao gừng này xài rất là tốt nha mọi người. Ly đã xài cao gừng này một thời gian khá là dài rồi. Và cao gừng hoàn toàn lành tính, với cái thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, cho nên là cao gừng rất là lành tính và không hề có tác dụng phụ hay gì cả. Nhưng mà cái công dụng làm tan mỡ bụng thì khá là hiệu quả. Và sau một liệu trình mà chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể giảm được từ 3 cm trở lên, tùy theo cái liệu trình của mọi người chọn. Mọi người có thể chọn liệu trình là 1 hộp cao gừng, 2 hộp cao gừng, 3 hộp cao gừng, tùy. Nhưng mà mọi người nhớ là khi mà mọi người mua cao gừng thì mọi người hãy mua một lần 2 hộp thì mọi người mới được tặng cái đai nịt bụng này nha. 1 hộp của nó là 380.000 và 2 hộp của nó là 760. Nhưng mà mua 2 hộp thì chúng ta sẽ được tặng cái đai nịt bụng để chúng ta nịt định hình cái vòng eo của mình. Còn nếu như mà mọi người mua lẻ mà mọi người muốn mua cái đai nịt bụng này thì giá cái đai nịt bụng là 100 mấy chục ngàn đó, Ly cũng không nhớ nữa, tại vì hôm bữa Ly mua 2 hộp cho nên Ly được tặng cái đai nịt bụng này. Cái đai nịt bụng này thì xài rất là bền và giúp cho cái eo mình nó thon gọn và định hình được cái vòng eo mình rất là hiệu quả. Giá của một hũ cao gừng thì rất là không có mắc, 380.000 một hũ, thì chúng ta xài được một hũ như thế này á, thì nếu như mà chúng ta xài một lần một ngày 2-3 lần thì mọi người có thể xài được hũ cao gừng này cũng khoảng 2 tuần trở lên, tùy theo cái lượng mà mọi người lấy ít hay nhiều nha. Chứ mọi người lấy ít thì chúng ta sẽ xài lâu hơn, mà mọi người thoa nhiều thì chúng ta sẽ xài mau hơn. Cái cao gừng này xài á thì nó rất là thơm, mùi thơm của nó mọi người hửi thì mọi người sẽ cảm nhận được mùi thơm từ gừng nè, từ cái tinh nghệ đỏ nè, rồi từ cái thành phần tiêu hồng pháp, nói chung là 3 thành phần thiên nhiên. Nước đã nóng rồi, bây giờ thì Ly sẽ pha cà phê uống. Thật sự thì mỗi khi uống cà phê á là Ly đều uống buổi sáng, nhưng mà hôm nay Ly like tư vấn cho nên Ly sẽ uống thêm một gói nữa. Một ngày chúng ta có thể uống 2 gói để chúng ta có thể giảm. Cà phê xanh nha mọi người, đây là cà phê xanh kháng mỡ, cà phê xanh. Cà phê xanh của công ty Thiên Nhiên Việt, uống rất là tốt, vừa tốt cho sức khỏe, vừa kháng mỡ. Nói chung là khi mà các bạn uống cà phê xanh mỗi ngày thì giúp cho chúng ta chống lại quá trình hình thành mỡ thừa trong cơ thể, giúp cho cơ thể của mình có thể kháng lại những cái lượng mỡ thừa. Vừa thoa cao gừng, vừa uống cà phê thì chúng ta sẽ giữ được cái vóc dáng của mình, sẽ duy trì được cái vóc dáng của mình, cũng như là sẽ giúp cho mình có thể giảm được mỡ nè, vừa giảm được mỡ, vừa tan mỡ mà vừa kháng lại mỡ. Thì chúng ta vừa uống vừa xoa bên ngoài, vừa uống bên trong, thì nó sẽ giúp cho mình khó có thể mà mỡ quay trở lại. Tuy nhiên thì nói gì nói, khi mà chúng ta sử dụng một cái loại thực phẩm bổ trợ hoặc là một cái loại gel giống như là cao gừng để bổ trợ cho chúng ta trong quá trình làm tan mỡ, thì mọi người cũng nên lưu ý cái vấn đề ăn uống. Bởi vì khi mà chúng ta ăn uống thì chúng ta cũng đừng quá lạm dụng những cái thức ăn mà giống như là nó bị dư chất béo. Đây, một gói cà phê xanh kháng mỡ. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thể detox, làm tan mỡ. Cao gừng và cà phê xanh rất là tốt và có rất là hiệu quả. Cho nên là mọi người muốn chúng ta có thể được tan mỡ bụng và muốn được vòng bụng lý tưởng, cũng như là muốn được giảm cân, được cái vòng eo thon và được đánh tan mỡ thừa ở những vùng bụng, vùng bắp tay, vùng bắp đùi, thì mọi người hãy sử dụng cao gừng kết hợp với lại uống cà phê xanh mỗi ngày giống như Ly nha, thì chúng ta sẽ giữ được một vóc dáng thanh mảnh
và được một vóc dáng như mọi người mong muốn. Với cao gừng thì rất là lành tính, phụ nữ sau khi sinh 1-2 tuần vẫn có thể sử dụng được. Còn với cà phê xanh thì là một loại cà phê từ những hạt cà phê non, rất là tốt cho sức khỏe. Uống vừa có công dụng là kháng mỡ, vừa có công dụng là detox, thải độc và giúp cho hệ tim mạch của mình nó sẽ tốt nữa, cũng như là chống lại tình trạng bị cholesterol đó mọi người. Nói chung là có rất là nhiều cái công dụng từ cà phê xanh và cao gừng.